Vâng, hôm nay ngày 9 tháng 3 2019, cửa hàng điện máy Hoàng Quân xin kính chào quý khách đam mê âm nhạc trên mọi miền Tổ quốc. Cửa hàng chuyên mua bán, sửa chữa các dòng loa nghe nhạc và hát karaoke của Nhật và Mỹ, hàng bãi, và cửa hàng cũng bán một số loại âm ly karaoke và nghe nhạc của Nhật và Mỹ hàng bãi. Và địa chỉ tại thị tứ, xã Đồng Gia, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Số điện thoại liên hệ 0976 119504 hoặc 0984 804 745. Hôm nay em làm video test cho một bác khách về đôi loa Bose 301 AV Monitor còn nguyên zin và rất mới. Cửa hàng em xin đảm bảo chất lượng đôi loa, và cửa hàng em không bán hàng nhái, hàng giả. Sau đây em xin test một đoạn nhạc và quay chi tiết đôi loa. My hair.
Vâng, mai em sẽ có mai em sẽ đóng hàng và gửi hàng qua cho bác. Và bác nào thích sản phẩm, muốn có nhu cầu muốn mua sản phẩm nào của cửa hàng thì liên hệ qua cửa hàng qua hai số điện thoại trên màn hình 0976 119504 hoặc 0984 804 715. Các bác xem video hãy ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cửa hàng, giúp kênh của cửa hàng phát triển và cập nhật những video mới nhất từ cửa hàng. Em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bác đã xem.